Chúng tôi xin bắt đầu giao lưu câu hỏi địa chính trị cùng quý vị với câu hỏi liên quan tới người Mỹ. Tại sao Mỹ mạnh thế mà thua ở Triều Tiên, Việt Nam? Lúc đấy thì Mỹ cũng mạnh nhất thế giới rồi cơ mà. Và cuộc chiến Triều Tiên thì người Mỹ và người Nam Triều nói rằng họ thắng, đúng không ạ? À, vâng, còn cơ bản thì thực tế như thế nào? thì chúng ta biết rằng là dưới ánh cái góc nhìn của người Liên Xô và người Trung Quốc thì họ thắng và tất nhiên là người Bắc Triều Tiên thắng. Thế nhưng cũng có lần chúng tôi cùng quý vị đã phân tích rồi, đúng không ạ? Mục tiêu của Mỹ thời bấy giờ khi mà cuộc chiến này xảy ra là họ sẽ làm một cái vết cắt uh, giữa cái khu vực Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân để mà chọc sâu vào cái trận địa có thể chia cắt được cái Liên Xô với Trung Quốc. Đấy là một cái thứ uh, mục tiêu địa chính trị quan trọng của họ, bởi vì họ biết một điều rằng là Trung Quốc và Liên Xô bây giờ thì đều là các nước cộng cộng sản. À, thời điểm đấy thì chưa có những cái um, gọi là cái hiểm khích giữa hai quốc gia này. Cho nên là có thể nói lúc bấy giờ thì Trung Quốc là gần như là theo Liên Xô. Và nếu như mà Liên Xô mà kết nối với Trung Quốc thì quý vị có thể thấy ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Họ kết nối được với nhau thì họ tạo thành một cái sức mạnh có thể thách thức và lật đổ cái vị trí thống trị của Liên Xô, của phương Tây. À, và tất nhiên chuyện đó thì về mặt địa chính trị ngày xưa nó đã thế rồi quý vị công nhận không ạ ngày xưa đã thế và lúc bấy giờ Liên Xô thì đã rất khủng rồi mà dự Trung Quốc thì đông người đúng không ạ vị trí địa chính trị của họ rất quan trọng thế cho nên cho câu chuyện rằng là à, thông qua cuộc chiến ở Triều Tiên thì nó không chỉ nhắm vào Triều Tiên Hàn Quốc mà họ nhắm vào một cái như thế này để kết nối tới khu vực à, Trung Á khu vực Cáp Cát và tới cái khu vực mà Biển Đen à, vào, ở cái hướng này đại khái là các nước nằm dưới khu vực Liên Xô và giữa, giữa Trung uh, Liên Xô và Trung Quốc và mặc dù là chúng ta biết rằng là uh, thời bấy giờ thì các nước như Kazakhstan rồi là Trung Á thì đều nằm dưới uh, trong lĩnh, uh, lãnh thổ của Liên Xô nhưng mà cái mục tiêu của người Mỹ đó là họ men theo cái khu vực mông cổ đúng không ạ xuống khu vực Afghanistan vân vân Đấy, ở đây và tôi vẽ lên trên một tí bây giờ chúng ta chỉnh lại cái phía dưới này uh, Afghanistan Thổ Nhĩ Kỳ cáp Cát Nhìn chung thì cơ bản đúng ạ là chia cắt, chia để trị đấy. Cho nên là cái cuộc chiến này nó rất quan trọng với lại người Mỹ, thế nhưng đối với người Trung Quốc, lúc thời điểm bấy giờ ấy, họ có nguy cơ bị người Mỹ chia cắt khỏi cái người gọi là người đại ca của mình, là lúc bấy giờ đó là Liên Xô. Cả về vấn đề chính trị cũng như các cái vấn đề khác nữa và kinh tế, tư tưởng này nọ đúng không ạ? À, cho nên là đấy cũng là về người Mỹ thì tất nhiên đó là vấn đề quan trọng, nhưng về người Trung Quốc thì nó không chỉ là quan trọng mà nó là sống còn đúng không ạ? Sống còn cho nên là Trung Quốc coi cuộc chiến ở Triều Tiên là một cái cuộc chiến họ không thể thua. Thế thì câu chuyện nó cũng giống như ở cuộc chiến ở Ukraine bây giờ ở phần nào đó. Phương Tây đánh nhau với Nga nhưng mà nó là một cái trò chơi chiến tranh, trò chơi chính trị, trò chơi lợi ích. Còn nước Nga thì nó vượt qua khỏi cái mức độ của trò chơi. Nó là một cái trò chơi, à không phải trò chơi nữa. Nó là cuộc chơi sống còn. Trung Quốc thì cũng như thế đối với lại Mỹ ngày xưa, đúng không ạ? Chúng ta dẫn tới một cái việc là với nguồn lực của Trung Quốc nó rất là uh, vàng rất là mạnh, rất là dày. Thế thì cái cuộc chiến ở Triều Tiên thôi bây giờ thì nó cơ bản đánh nhau chủ yếu là người, vũ khí và được sự hậu thuẫn của Liên Xô, rồi Triều Tiên và Trung Quốc ở cái thế như này thì đương nhiên họ không thể nào thua được và họ thắng, đúng không ạ? Nếu mà cơ bản nhìn dưới góc nhìn của Trung Quốc là thắng, dưới góc nhìn của địa chính trị của Liên Xô Trung Quốc Triều Tiên là Trung Quốc Triều Tiên Liên Xô thắng bởi vì họ đã ngăn chặn được cái sự mở rộng của Mỹ uh, thông qua cái khu vực ở giữa Trung Quốc và Liên Xô. Như vậy chúng ta thấy một cái lý do ở cuộc chiến Triều Tiên đó là một cái việc là một bên thì là cuộc chơi, một bên thì là trò chơi. Đấy, nó kiểu như vậy. Trò chơi cuộc đời và trò chơi gọi là lợi nhuận, lợi ích. Thế còn ở Việt Nam thì chúng ta là người Việt Nam mà đúng không ạ? Việt Nam nó khác bọt. Nói chung là lấy những cái tiêu chuẩn của thế giới và những cái uh, gọi là logic bình thường thì nó không có áp dụng với Việt Nam. Đấy, trả, trả lời ngang ngược thì nó là như vậy. Nó kiểu trả lời theo kiểu bát đạo nó là như vậy. Còn uh, mục tiêu uh, của chúng ta thì về nguyên tắc nó cũng không khác cái cuộc chiến ở Mỹ với lại Triều Tiên bao nhiêu. Cuộc chiến Việt Nam thì cũng là cuộc chiến sống còn của chúng ta. Cuộc chiến của Mỹ cũng cực kỳ quan trọng ở Việt Nam, đúng không ạ? Lúc bây giờ họ còn nói rằng là họ ngăn chặn bằng được không cho chủ nghĩa cộng sản mở rộng xuống khu vực phía Nam, xuống Đông Nam Á. Như vậy thì rõ ràng về vấn đề tư tưởng nó chẳng kém gì cái cuộc chiến Triều Tiên đối với họ cả, nếu không muốn nói là quan trọng hơn. Bởi vì lúc bây giờ chủ nghĩa cộng sản thì đã lan qua khu vực Trung Quốc xuống miền Bắc Việt Nam, Lào liếc rồi thế cho nên là nếu như mà Mỹ để mất khu vực Nam Á ở Đông Nam Á thì chắc chắn rằng là cái cái vấn đề hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản rồi tư bản nó sẽ là một cái cuộc chiến thắng thua có thể nó là định đoạt ở khu vực này đúng không ạ cho nên là cuộc chiến đấy thì rất quan trọng với người Mỹ nhưng mà họ lại gặp một cái khắc tinh quan trọng thì nó chỉ thua mỗi sống còn thôi đúng không ạ nó lại lặp lại hai cuộc chiến chúng ta đã vừa nói ở phía trên cho nên là cộng yếu tố đấy là yếu tố quan trọng nhất yếu tố quan trọng khác nữa là người việt nam chúng ta không biết từ bỏ đúng không ạ à, và người ta đánh nhau trên chúng ta đánh nhau trên đất của mình và tất nhiên chúng ta cũng được sự hỗ trợ của liên xô trung quốc à, thế nhưng ở cuộc chiến triều tiên ấy, nếu mà không có liên xô trung quốc thì triều tiên sẽ thua nhưng mà cuộc chiến của chúng ta ở việt nam thì cái yếu tố đấy tôi không biết đến mức độ nào nhưng nó ít hơn nhiều so với lại ở triều tiên đấy là một cái chúng ta có thể khẳng định bởi vì uh, rõ ràng là người Việt Nam chúng ta đã có một cái cuộc chiến nó quá người Mỹ nhận định rằng họ không nói gì về người Triều Tiên đánh nhau với họ như thế nào nó không có nhiều ấn tượng nhưng mà Việt Nam thì nó quá dai dẳng nó quá cù nhầy nó quá là đại khái là không chịu chết một đối thủ không chịu từ bỏ không chịu chết đấy là một cái yếu tố Yếu tố nữa là không những thế chúng ta còn là những người rất thiện chiến, đúng không ạ? Và khắc tinh của quân đội Mỹ là quân đội hạnh nặng. Nhưng mà gặp cái trận địa rừng rú, uh, du kích Việt Nam chúng ta toàn hạng nhẹ, xuất quỷ nhập thần. Cho nên là cái đấy nó khắc tinh lẫn nhau. Giả sử như chúng ta đánh nhau trên đồng bằng ấy, pháo đài như là Ukraine chúng ta thua chắc, bởi vì chúng ta không có vũ khí hạng nặng để có thể đương đầu với lại Mỹ, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta lại chơi trò chiến tranh du kích. Chiến tranh du kích cộng với những yếu tố chúng ta là những người rất dai dẳng, đúng không ạ? Thiện chiến và đang rất khổ cực. Đấy, cho nên là nó phát huy cái tác dụng tức là không đánh nhau thì còn biết làm cái gì nữa. Lẽ sống là đánh nhau, đánh bằng được, đúng không ạ? Phải nói thật rằng lúc ta sinh ra thì chúng ta đã được có một cái mã ADN lúc bấy giờ là chúng ta phải đánh đuổi bằng được quân Mỹ rồi bao nhiêu bom đạn đổ vào Việt Nam không kém gì cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đổ vào Lào vân vân à, vũ khí hóa học chất độc màu da cam Việt Nam chúng ta không từ bỏ đúng không ạ chúng ta mất mát hàng nhiều triệu người chúng ta không từ bỏ Bác Hồ nói đúng không ạ dù phải đốt cháy dãy núi Trường Sơn cũng phải giải phóng bằng được đất nước Việt Nam quyết không chịu làm nô lệ và không chỉ có Mỹ họ có 6 quốc gia Khác, trong đó có hàn quốc cũng không kém cạnh đúng quý vị trong một cuộc chiến với chúng ta nhưng rõ ràng chúng ta đã dựa vào thế núi sông hiểm trở dựa thế lòng dân và một cái cuộc chiến du kích lý tưởng chỉ có việt nam thôi nó mới lý tưởng được như thế đúng không ạ kể cả afghanistan cũng không thể nào du kích tốt bằng việt nam bởi vì chúng ta có dãy trường sơn nó quá là gọi là yếu tố thay đổi cuộc chơi đúng không quý vị đấy cho nên là đấy mình có thể nói như vậy mỹ mất rất nhiều quân rất nhiều vũ khí rất nhiều tiền bạc À, chúng ta cũng mất rất nhiều người chúng ta đối mặt với những thách thức mà nói lại không thể nào nghĩ rằng có thể một cuộc chiến tiên lai chúng ta dám có thể đánh nhau như vậy thế nhưng mà chúng ta thắng trong cuộc chiến đấy đối với người mỹ nhiều người cứ nói rằng là ở mỹ biểu tình biểu tiếc để mà mỹ thua thực ra là họ thua rồi đúng không ạ họ thua rồi còn biểu tình chỉ là nó kết thúc chiến tranh mà thôi hoặc là nó làm cho cái cộng thêm vào cái đó thôi chứ làm gì có chuyện nước Mỹ mà biểu tình mà họ chịu rút lui chúng ta có thấy là ở ở đợt trung đông biểu tình khắp thế giới mà nước Mỹ biểu tình họ có rút lui đâu <laughs> đúng không? cho nên là đừng có tin vào cái điều người Mỹ lại vì là dân của họ biểu tình mà họ rút lui về nước để mà yêu chuộng hòa bình thì nó quá lầm tưởng như vậy cái câu chuyện chúng ta có thể nói những cái điều mà tôi vừa nói nó có rất nhiều thứ để chúng ta quay trở lại một cái câu trả lời gọi là gọi là ngạo thiên đúng không quý vị thách thức tất cả san bằng tất cả đó là chúng ta ở một cái lợi bất lợi tuyệt đối nhưng mà chúng ta đã chiến thắng tất nhiên là mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều nguồn lực đặc biệt là con người bị tàn phá rất nhiều và đấy chính là yếu tố phải như thế thì mới chiến thắng được một cuộc chiến với một cái cường quốc nó gấp mình rất nhiều lần nó lại có rất nhiều băng đảng lâu la nữa Uh, nhưng mà kể cả là lâu và tổn thất như thế thì có thể nói rằng là Việt Nam chúng ta đã có một cái cuộc chiến mà nó không thể nào để lý giải được bằng những cái logic bình thường với lại Mỹ như là cuộc chiến Triều Tiên, đúng không ạ? Uh, có thể khẳng định nó như vậy. Còn kể cả cuộc chiến ở Afghanistan bây giờ ấy, Mỹ thua thì cũng rất dễ để mà lý giải thôi. Uh, mặc dù nó có những yếu tố giống như Việt Nam của chúng ta nhưng yếu tố uh, chính trị nó nhiều hơn. Còn yếu tố ở Mỹ thì ở Việt Nam thì chúng ta đủ các kiểu nhưng mà trong đó thì con người chúng ta là quyết định hàng đầu đúng không ạ? Và thời bây giờ thì chúng ta có rất nhiều những tướng lĩnh gọi là xuất sắc mình có có thể nói xuất chúng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng gọi là xuất sắc nhất mọi thời đại. Thời chúng ta đánh bại 3 lần quân Nguyên Mông chúng ta có Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng xuất sắc nhất 10 mọi thời đại trong 10 vị tướng đại khái mỗi nguồn nó một kiểu nhưng mà chỉ cần như thế thôi là đủ hiểu rồi và cái cuộc chiến quân nguyên mông chẳng hạn đánh Việt Nam người ta nó khốc liệt lắm nó khốc liệt chẳng kém gì khi mà họ tấn công sang Châu Âu nếu không muốn nói là hơn bởi vì quân nguyên lúc bấy giờ nó thu nó chiếm Trung Quốc đúng không ạ nó thành lập nhà Nguyên thì nó huy động những cái nguồn lực nó siêu to khổng lồ ở lúc bấy giờ giai đoạn cuối để tấn công vào vài chục vạn của chúng ta thì nó to nhiều lần cánh quân họ tiến sang phương đời, phương Tây Thế nhưng mà nó vẫn đại bại đúng không ạ? Là cái câu chuyện nó vẫn là cái thế trận à, núi sông lòng dân à, và lãnh đạo. Và ba yếu tố đấy nó cực kỳ quan trọng. Như vậy là Việt Nam chúng ta thứ nhất địa hình cực kỳ khó nhằn với người Mỹ và khó nhằn với quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ thao tác trên thảo nguyên và chủ yếu dựa vào kỵ binh, cung thủ. Nhưng mà Việt Nam chúng ta ối giời ơi, toàn rừng, à, núi Núi mới rừng thì kỵ binh vất đi quý vị nhá, không giải quyết được cái gì cả. Thậm chí nếu mà chúng ta ở trên rừng mà thì quân Mông Cổ cứ đứng dưới núi không dám tiến vào sâu mà chỉ có bao vây. Nhưng mà Việt Nam chúng ta rừng thì nó cả một cánh đằng sau rồi cho nên là chả bao giờ bao vây được, đúng không ạ? Cho nên đánh đến chân đồi là phải rút à, đuổi rất nhiều lần đến chân đồi xong rồi rút. Còn lại không có rừng thì toàn đồng bằng. Đồng bằng thì chúng ta vườn không nhà trống. Còn ra cái khu vực đầm lầy cửa biển thì ở ngoài Hưng Yên, Hưng Hải Phòng, Hải Phiếc. đúng không ạ? Đánh nhau thua tét, gọi là tua rua. À vâng, Hưng Yên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Yên. Rồi nhìn chung là dâu âm nọ cắm cầm bà kia quý vị thông cảm. Cho nên là rõ ràng cuộc chiến đấy cũng như cuộc chiến Mỹ giống nhau. Về địa hình là chúng ta khắc tinh của hai cái thế lực kể trên. Nhưng mà chỉ có thể sử dụng du kích được thôi thì mới có thể tận dụng ở địa hình đấy chứ không thể nào để mà có thể sử dụng một cái phương pháp đánh nhau tổng lực được và du kích đấy lại cần rất nhiều thời gian đúng không ạ và hai cuộc chiến chúng ta đều cần rất nhiều thời gian để mà đánh đuổi quân địch và chúng ta đều rút lúc đầu sau đó chúng ta tấn công trở lại về ý chí chiến đấu thì khỏi nói hai cuộc chiến cũng rất giống nhau đúng không quý vị chúng ta chỉ còn nước đánh thôi chứ chả còn nước nào cả và chúng ta chưa kịp quỳ gối trong những cái cuộc chiến đối đầu ngạnh kháng như vậy và cả hai thời kỳ chúng ta đều có đại tướng võ nguyên giáp và uh, trần hưng đạo đúng không ạ quốc công tiết chế trần hưng đạo tôi mình cứ tạm gọi là một cái vị trí quan chức hàng đầu trong quân đội dạng như kiểu nguyên soái đấy thì yếu tố khác thì tôi không nói nhưng mà rõ ràng chúng ta có một cái tam giác đó mà trong hai cuộc chiến mà chúng ta bất lợi hoàn toàn chúng ta đều thắng hai kẻ tù khổng lồ thì cho thấy rằng việt nam nó rất khác bọt khi nói về chiến tranh Tại sao Tập cận bình đi Châu Âu để thuyết phục các nhà lãnh đạo Châu Âu rằng là họ không thể thoát được sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng là Tập cận bình chẳng mất thời gian để thuyết phục các những người đó. Những người đó cũng không phải là người ngốc. À, những nhà lãnh đạo phương Tây đều là những cái người có những cái tố chất sắc bén về kinh tế. Nếu mà nói thuần túy, bởi vì nó, họ không giỏi thì họ có cái đội ngũ tư vấn đúng ạ và cái đó nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của những người anglo sắc Ờ, à, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế thương mại buôn bán này nọ rõ ràng là một cái điều mà nó là những cái con số đúng ạ chỉ cần những cái người mà có cái tố chất hơn người một chút có thể làm thủ tướng tổng thống được rồi nhất là có những tiền để thuê tư vấn cho nên họ dựa vào những cái con số nó chẳng có gì khó để mà người ta nhìn thấy một điểm rằng là Trung Quốc vừa là một thị trường khổng lồ, vừa là một cái nơi để sản xuất khổng lồ, cả hai thứ họ đều cần. Cứ khi nào mức sống ở các nước của họ còn chênh lệch với lại cái mức lao động của Trung Quốc thì đương nhiên họ là những nhà buôn, họ sẽ kiếm được tiền. Nó nói đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Đấy là một cái lợi thế tương đối mà chúng ta thấy ở quốc gia nào thì cũng có. Kể cả tôi nói bây giờ ấy là À, những người phương tây ấy, người ta nhập hàng ở Trung Quốc đến phương tây rồi người ta nhán dãnãn cái giãn dán cái nhãn của của họ vào rồi họ xuất lại Trung Quốc thì nó cũng có lãi bởi vì là bây giờ cái mức sống mọi thứ thì nó vẫn còn đang hơn Trung Quốc các thương hiệu thương hiếc tạm thời nhưng mà càng ngày nó càng thấp đi đúng không ạ cho nên là những người phương Tây phải nói nếu mà nói về thương mại làm ăn thì bản chất họ là những cái người khai sinh ra những cái người Mỹ cũng là những người làm ăn buôn bán hàng đầu các công ty đông ấn đúng không ạ à, rồi là hồng kông hương cảng hương kiếp này nọ vân vân thì toàn là người phương tây ra cho nên là mình nói đơn giản là họ không cần phải thuyết phục cái câu chuyện rằng là họ có được phép để mà làm cái điều đó hay không nhiệm kỳ của họ chỉ có vài năm họ làm liệu là có kịp hay không hay là để thằng đằng sau nó lại nó lên nó bảo là thằng đằng trước làm toàn phá dần mình đến làm nó mới phát triển giống như kiểu donald trump ấy, đúng không ạ đúng không, quý vị cho nên là cái câu chuyện là những cái phản ứng của những lãnh đạo phương tây thì nó không phải là vì người ta không biết mà câu chuyện rằng nó rất nhiều yếu tố họ không tự chủ được họ phụ thuộc và nhiệm kỳ của các cái chế độ dân chủ đúng không ạ cho nên là nó nhiều thứ nó dẫn tới cái sự quan hệ của họ với trung quốc rằng co với lại phía mỹ đấy cái đấy là cái cho nên là câu trả lời thì phân tích có thể đi sâu xa hơn nhưng để trả lời ngắn là tại sao tập cận bình phải đi thuyết phục thì tôi nghĩ rằng là ông ấy không cần phải đi thuyết phục các nước phương Tây hiểu rõ, quan trọng họ có làm hay không thôi. Có nghĩa là họ có quay lưng với Trung Quốc hay không, có thoát Trung Quốc hay không và trong đó yếu tố Mỹ thì đóng vai trò hàng đầu. Nên là nếu mà tập cận định đi thuyết phục ấy thì họ sang Mỹ thuyết phục đúng ạ? Chứ còn ông ấy không cần phải sang châu Âu thuyết phục làm gì. và câu này thì nó phụ phụ nên chúng ta đi qua nhanh thôi. Thời điểm chúng ta à, đang ở đây, nước Nga đã đánh bại liên minh do người Mỹ đứng đầu 40 nước À, Trung Quốc, Huawei và công ty Huawei đánh bại một liên minh kinh tế của các nước công nghệ cũng do Mỹ dẫn đầu. Rồi Huti đánh bại uh, liên minh uh, hàng hải của các nước cũng do Mỹ dẫn đầu. Tại sao? Vâng, cái này thì mình cũng có thể nói về cái sự uh, mình có thể nói mình nếu nói về yếu đuối thì không phải, uh, nó không đúng từ và nó tiêu cực nhưng mình nói là cái điểm yếu điểm yếu của cái dân chủ phương tây đúng ạ, đặc biệt là khi mà họ hình thành một cái thế độc tôn rồi ấy thì chúng ta thấy một điểm là những người tài ăn nói, những người tài đi tìm vốn liếng, đầu tư, tài trợ đấy, đúng không, quý vị và những người yếu đuối khi mà bị các cái thế lực vận động hành lang nó 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 xạ nó nó, nó châm chấm điểm nó đưa vào ống kính thì những người đấy có khả năng trở thành lãnh đạo. Quý vị công nhận với tôi không ạ? Ai ăn nói giỏi thì rất có khả năng thuyết phục được quần chúng bằng những cái chương trình nghị sự xanh sạch đẹp, hòa bình và biết vân vân. Tức mà lên phát thì nó quay ngoắt lại cái luôn. Bởi vì nó không quay ngoắt thì cái thằng đằng sau nó bắt nó phải quay. Đúng không ạ? Thứ hai nữa là những ông mà có cái mối liên kết với các nguồn vốn quý vị công nhận không ạ các nguồn tài trợ bởi vì là đưa lên được những người đấy thì thứ nhất là ông ấy có nhiều nguồn vốn kết nối thì ông sẽ có nhiều nguồn vốn nhiều nguồn vốn thì bây giờ cuộc bầu cử tổng thống ở mỹ nó khác gì cái việc là chạy quảng cáo ở trên youtube hay facebook đâu ông nào có nhiều vốn thì ông ấy ăn thôi có ai hạn chế là, là 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 chi bao tiền đâu ông donald ông donald trump ông joe biden ông ấy chi gấp hàng chục lần so với lại những người khác về nhận tài trợ có người ống gấp đến 2, 3, đến hàng năm chục lần Thế vậy thì ai có thể nào mà tiếp cận được với những người kia Như vậy thì rõ ràng sản phẩm Rõ chúng ta là sản phẩm như kiểu là cái gì đấy Rocket một giờ đấy So với lại các sản phẩm khác Đúng ạ Thế nhưng mà không biết là nó tốt hay không Nhưng mà nó cứ quảng cáo Thằng kia quảng cáo được một phút Thì thằng này nó quảng cáo đến 5, 7 chục phút Thế làm sao mà có thể chịu nổi được Đúng không, quý vị Cho nên cái câu chuyện là là họ có thể kết nối với những nguồn vốn như vậy thì họ có rất có khả năng để họ có thể chiến thắng trong cuộc chiến và họ kết nối cái đấy thì bản thân họ có một cái sự kết nối với lại những cái sự ủng hộ của cái giới chính trị ở các lưỡng đảng và các nhà tài phiệt đúng ạ còn lại thứ ba nữa thì chúng ta thấy rằng là những người nào mà trông bảo rồi ông Joe Biden bây giờ ông ấy cũng già rồi uh, sự nghiệp con cái rồi mọi thứ nó được nó nó đâu đoán nó vào đấy hết rồi thằng nó thành người thành người mà thằng không thành người thì nó thành gọi là phạm nhân đâu đấy hết rồi nó không thay đổi nữa rồi đúng không ạ và ông ấy chỉ thích ăn kem thôi thế thì với những đối tượng như này chúng ta chấm luôn rất dễ và quả như thế thật ừ, ông ấy mà lên thì chúng ta có thể kiếm được hàng nghìn tỷ thì, uh, tiền nợ tiền vay lãi đúng không ạ <laughs> quý vị công nhận không ạ rõ ràng là ông ấy lên thì rất nhiều công ty làm ra ăn lên làm ra rất nhiều chính khách được nhận rất nhiều tiền đúng không Đấy, và ukraine rất nhiều tiền israel rất nhiều tiền rất nhiều vũ khí câu chuyện như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ba yếu tố như vậy cho thấy rằng là người ta dễ dàng đưa lên những nhà lãnh đạo để nói tới yếu tố thứ hai nó không phải là những nhà lãnh đạo tài năng mà vốn các nhà lãnh đạo hàng đầu thế đất nước nó phải là lãnh đạo không phải những tài năng mà phải là kiệt xuất nó gọi là lông phượng gọi là sừng lân quý vị công nhận không ạ nó phải hàng gọi là rồng trong loại loài người hàng triệu hàng trăm người mới có một thế thì nhưng mà bây giờ ông chỉ cần mỗi những cái tiêu chuẩn bình thường mà thậm chí là không biết bằng có phải bằng chính quy hay không mà ông trở thành tổng thống thế thì làm sao mà ông có thể gọi là để cạnh tranh được với những người như Putin đúng không quý vị một cái con người mà người ta trải qua rất nhiều thứ cái thế quần hùng như vậy mà bây giờ cái câu chuyện mình chỉ nói đơn giản. Một cái quốc gia, một cái công ty, một cái tổ chức nó ăn nhau ở đâu? Nó ăn nhau ở người lãnh đạo chứ nó ăn nhau ở đâu? Đúng quý vị? Người lãnh đạo không chỉ là cá nhân người ta là xuất chúng mà người ta còn tìm ra một cái bộ sậu để mà những người xuất chúng trong những lĩnh vực của mình để thực thi những quyết sách quan trọng của đất nước. Đúng không ạ? Thậm chí là những cái vấn đề bầu cử, bầu quyết để chọn ra những nhà lập pháp cũng là những nhà sáng suốt. Thế nhưng mà những cái đó nó không diễn ra ở phương Tây. Bây giờ những nhà lập pháp phương Tây thì người ta chỉ có mở miệng ra là cấm vận, bên thứ hai là viện trợ thôi, vũ khí thôi. Chứ còn người ta không quan tâm là đời sống kinh tế rồi là các thứ nữa. Vậy thì rất khó để những quốc gia đi theo thứ nhất lãnh đạo, thứ hai là lập pháp. Đi theo những con đường như vậy để mà đi cạnh tranh với lại những cái sáng kiến con đường vành đai, tuyến đường Nam Bắc, tuyến đường phương Bắc, rồi là dự án năng lượng này, đúng không ạ, dự án công nghệ kia, làm sao cạnh tranh được. Cho nên là rõ ràng cái yếu tố quan trọng là thế giới phương tây đã không bầu lên được những nhà lãnh đạo kiệt xuất và kể cả bầu lên được thì người ta cũng không cho lãnh đạo một cách kiệt xuất chúng ta cứ nhìn donald trump nhiều người nói rằng ông ấy giỏi tôi không biết ông ấy giỏi hay không nhưng rõ ràng là bây giờ ông bị chi phối rất nhiều bởi vì cái thế lực đằng sau và rất có khả năng nếu ông trải thành tổng thống lần tới thì ông ấy cũng trở thành một người tổng thống rất là bình thường thôi đúng không ạ mà thậm chí là nếu có cái tôi như vậy nó còn không được bình thường như là những tổng thống bình thường khác bởi vì nó mình nói đúng là từ thui chột ấy, là ông ấy phải phục vụ cái thiểu số tinh túy ở đây để hy sinh đi những cái quyết sách dành cho đại đa số quần chúng. Và để phục vụ cái như này thì ông không cần phải làm gì, ông chỉ cần phải ký thôi. Và làm ra một bài bài phát biểu nước mắt cá sấu, đúng không ạ? Như kiểu ông Joe Biden ấy, là ông bảo là Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy cái thảm cảnh diễn ra ở vùng Palestine mà cho nên là tôi thấy là cái 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 gói viện trợ sắp tới cho Israel đấy nó làm cho tôi mất ngủ và đau đầu lắm. Tôi cũng phải nghĩ tới 15 giây đấy chứ cũng không phải là ít đâu. Nhân tiện cho tôi hỏi là lát nữa kem đặt mang theo vị gì, vân vân. Đúng không quý vị? Làm sao mà có thể cạnh tranh được? Và như thế cứ kéo dài theo một vài nhiệm kỳ vài chục năm thì chúng ta sẽ thấy là một cái thế giới thì nó trỗi dậy bởi vì nó có thể dựa vào những cái 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 cái, cái, cái lỗ hổng của cái thế giới còn lại, còn một cái thế giới kia thì nó tiếp tục là ngồi mát ăn bát vàng, đúng không ạ? Không có nhân vật kiệt xuất để lãnh đạo thì nó sẽ biết đi về đâu. Và thực ra thì cái thế giới ngầm nó lãnh đạo thì nó chỉ vun vén cho quyền lợi bản thân nó. Như vậy là rõ ràng một thế giới đi xuống, một thế giới đi lên. Và điều đó nó dẫn tới cuộc chiến ở Ukraine, đúng không ạ? các nước do Mỹ dẫn đầu 40 nước đấy, nhưng nó không phải là nguồn sức mạnh tập trung của 40 nước đấy. Không thể tập trung được sức mạnh, bởi vì không có người lãnh đạo giỏi. Ở Hoa Huawei thì câu chuyện cũng như vậy. Nó cũng chỉ là một cái cuộc chiến tranh mà nó mang tính chất là nó trong một cái cơn cáu giận, uh, cái bản ngã, đúng không ạ? Và một cái tình huống đã đưa ra một cái quyết sách như vậy để mà giải quyết tình huống. Còn cuối cùng thì làm cho Hoa Huawei nó mạnh hơn, cho Nga nó mạnh hơn. Đúng quý vị, còn ở Houthi thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là nếu như mà liên minh phương Tây đập phát thì Houthi chết ngay. Nhưng mà bây giờ cũng không dám đập. Bởi vì là nói thật ra các vị lãnh đạo này đập không khéo là đập um, thì nó vỡ bình. Đập chuột thì không chết mà nó vỡ bình. Bởi Houthi thì chỉ là chả là cái gì cả. Thế nhưng ai đứng ra cái trách nhiệm để nhận mà đập đấy? Đúng không ạ? Cái tác hại của nó như thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Chiến dịch như thế nào? Vân vân. Không có người dẫn đầu, không có người làm chủ. Không có người dám chấp nhận hy sinh đúng ạ rõ ràng dẫn tới việc chúng ta có thể nhìn đến ba sự kiện rất là hay nhưng nó đều từ phát phát từ cái việc là cái sự năng lực của những nhà lãnh đạo vì lý do này vì lý do kia nó không phải là những nhà kiệt xuất và nó không hay nói đúng hơn họ không thể uh, đưa ra được không có có một cái sự lãnh đạo kiệt xuất đúng ạ chứ không nói về người nữa mà không có một cái sự lãnh đạo kiệt xuất vì các yếu tố là con người thứ hai là nhiệm kỳ của dân chủ đúng ạ dân chủ nhiệm kỳ như vậy dẫn tới người ta cũng không trí thú bởi vì làm có những thứ nó làm hàng 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 mất hàng chục năm bây giờ nhiệm kỳ của mình có 4 năm mình lên mình làm thì đầu tiên lên thì đã mở tiệc chúc mừng này nọ vân vân rồi chạy phong bì lại mặt lại miếc mất xử một năm rồi nửa năm sau thì giải quyết những vấn đề của thằng khác đến hai năm nửa nhiệm kỳ mới bắt đầu chuẩn bị những dự kiến này dự kiến mới nhưng mà 2 năm sau thì chuẩn bị bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi chuẩn bị tiến hành bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo rồi thì 2 năm phải chuẩn bị cho cái việc đấy còn hơi đâu mà làm dự án, trong cái đấy dự án làm thì nó phải mất chục năm. Mà không những là làm chục năm sau đấy thì những năm đầu làm nó tốn kém, nó rất nhiều cái chỉ trích. Thì coi như đời thằng sau lên nó bảo là thằng trước nó chỉ có phá thì nó chả làm được cái gì cả, nhưng mà cuối cùng thì bao nhiêu là cái lợi ích thì nó gặt hái hết. Đúng không, quý vị? chúng ta nhìn thấy rõ ràng như vậy thì ai người ta dám cộng với những yếu tố kia thì chẳng ai người ta dám toàn tâm toàn ý được cả rõ ràng là đấy chính là những cái điểm yếu điểm bất lợi của các cái xã hội uh, tư bản dân chủ kiểu phương tây tôi nói là cửa ở kiểu phương tây thôi chứ còn phương ta cũng đầy dân chủ còn bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những cái nhà lãnh đạo ở phương đông mà thế giới đa cực mà điển hình nhất là ông putin và ông tập cận bình và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều lãnh đạo như vậy nữa người ta cứ gọi những người này là độc quyền độc tài thực tế thì cái câu chuyện rằng một là những đây là những nhà lãnh đạo đặc biệt là Putin là một nhà lãnh đạo kiệt xuất cái đấy mình phải nói thẳng luôn tật cận Bình thì không cần phải kiệt xuất mà tôi cũng không thấy ông kiệt xuất nhưng mà với cái chế độ như của Trung Quốc ấy, thì không cần kiệt xuất chỉ cần ông ấy là một người không phạm những cái lỗi sơ đẳng thôi đúng ạ giữ lời ăn tiếng nói biết tự giữ những thể diện ngoại giao và hành động một cách thận trọng thì cơ bản là ông ấy cũng không khác gì một cái người kiệt xuất như Putin bởi vì ông ấy sống trong một cái thế trận nó đã rất là hùng hổ rồi đấy thế còn cơ bản nước Nga thì lại phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân xuất chúng của ông Putin Điều đấy tôi không nói rằng là Tập Cận Bình không có xuất sắc đúng không ạ? Nhưng mà chẳng qua là cái sự xuất sắc của ông ấy nó có thì nó càng tốt mà nó không có thì nó chỉ cần ở mức dạng như khá hoặc giỏi thôi đúng không ạ? Thì đã có thể là đưa ra những cái hiệu ứng xuất sắc rồi. Đấy, cái đấy nó hơi khác với nước Nga nhưng cơ bản thì chúng ta thấy những nhà lãnh đạo này nhiệm kỳ lâu thì người ta ngoài cái việc xuất sắc ra được dân tin ra thì người ta có một cái nhiệm kỳ lâu để người ta đưa ra được những quyết sách nó dài hạn những cái dự án của nước Nga đúng không ạ? Những dự án đường uh, tàu điện rồi hàng chục dự án uh, năng lượng vân vân nó lớn lắm. Nó to khổng lồ, Trung Quốc thì cũng vậy, cho nên là cái đó phương Tây không thể nào so sánh được. Mà người ta quyết thì người ta chịu trách nhiệm và người ta đôn đốc người ta làm bằng được thì thôi. Và đó là những người thực sự người ta nắm quyền, còn những nhà lãnh đạo phương Tây thì đâu có thực sự nắm quyền đâu và các nước này thì nó không có thế giới ngầm đúng không ạ mình nói là nói tương đối luôn quý vị nhé chứ còn à, à, giới tài việt và giới à, à, kinh doanh ấy đúng không ạ giới tư bản ấy thì ở đâu cũng có nước nga trước đây còn rất nhiều tài việt bây giờ vẫn có nhưng tài việt ở nga giờ không chi phối được nữa hay nói đúng hơn là chỉ có chi phối các vấn đề một cách tự nhiên trong kinh tế tài việt nga bây giờ thì đầu tư ở nga để làm ăn chứ không dám gọi là ong ve những cái vấn đề trộm cắp tài sản bán biếc ra nước ngoài nữa và ra nước ngoài bây giờ nó cũng cắt vòi luôn. Cho nên là tài phiệt Nga trở thành những cái bị chính bị Putin đưa vào một cái thế trận bắt buộc phải đầu tư để phát triển cho nước Nga và vừa thế trận như thế vừa cái tự nhiên là bây giờ thế giới nó không có dung túng nữa cho nên là các ông ấy phải quay về là ông làm nước Nga. Ở Trung Quốc thì tất nhiên nó cũng có tài phiệt này tài phiệt kia nhưng mà chúng ta hãy nhìn Jack Ma đấy thì chúng ta biết tài phiệt Trung Quốc mà cứ định có ý định tèn 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 thì ngay lập tức là cũng bị tèn 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 luôn. Và câu hỏi cuối nhanh, tại sao không có nhiều người ở Mỹ di cư vào Trung Quốc thay vì Trung Quốc di cư vào Mỹ? Mỹ thì là một cái đất nước mà nhiều người nói là nó không có dân tộc đúng không ạ? Không phải như vậy. Cơ bản thì chúng ta thấy là nó là hợp chủ quốc thì cái chữ đấy chúng ta đã biết rồi. Có nghĩa là ai đến đấy thì đều có cái cơ hội để làm ăn, cơ hội để phát triển và người ta không có phân biệt quá nhiều, đúng không ạ? Không có chính sách để phân biệt. Còn tất nhiên nó có những sự phân biệt nhất định nhưng không có chính sách phân biệt. Hay nói đúng hơn, nó là một cái nước hướng ngoại, nước, nước hướng ngoại cả về các chính sách lẫn vấn đề văn hóa đúng quý vị và thậm chí cả ở huế cưới bệnh chủ động nữa uh, thế còn trung quốc hay là nhật bản chẳng hạn thì nó là một cái nước nó không những không hướng ngoại mà nó bài ngoại bài ngoại một cách thụ động có nghĩa rằng họ không có đưa ra chính sách để bài ngoại nhưng mà bản thân những cái văn hóa lối sống uh, rồi là những cái thể chế thì nó không có thuận lợi cho những cái người nước ngoài đến để làm ăn sinh sống lâu dài đúng không ạ cả đời ở những cái đất nước như thế này. Cho nên là bản thân nó là cái văn hóa xã hội của nó, nó nó bài, nó có xu hướng bài đi một cách tự nhiên và thụ động những cái yếu tố bên ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Và phần đó là Trung Quốc, và phần nào đó đó là cái văn hóa khổng giáo, có nghĩa là văn hóa nó hướng vào cái bên trong, hướng nội nhiều hơn là nó hướng ngoại nước nga thì nó cũng bài ngoại nhưng mà nó yếu tố tự nhiên đúng không ạ và tôn giáo nhiều hơn là các cái yếu tố đại khái như là trung quốc và nhật bản thì như vậy đấy là một cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy ngay ở cái đầu là nghe thấy những nước này thì đã thấy đúng không ạ đây là cái hướng ngoại hút ngoại thì đây thì nó bài ngoại đấy tất nhiên tôi không nói là họ phân biệt nhé mà chúng tôi chỉ nói về cái yếu tố tự nhiên thôi Yếu tố thứ hai ấy, thì nói thẳng là như thế này Ở người Mỹ bây giờ ấy, thì người ta coi ở Trung Quốc ấy, nó như là ở lông ở lỗ ấy. Đúng không? <laughs> vẫn là những cối xay thịt, nó vẫn là những trại tập trung Nó vẫn là những cái tân cương gọi là mổ bụng lấy nội tạng Nó đủ thứ nhân quyền phẩm giá rồi Lãnh đạo thì ăn thịt trẻ con rồi là tèn tén ten mới lại trẻ em rồi vân vân đủ thứ. Nó vẫn có những câu chuyện đấy nó diễn ra từ chính những người Trung Quốc Uh, gọi là mình gọi là bất đồng chứng kiến chạy sang để xây dựng những câu chuyện như vậy và người Mỹ thì nói thật người ta vẫn còn ở một cái thế thượng đẳng người ta vẫn kết hợp với bị báo chí truyền thông nó nó bưng bịt mắt hết ấy mà thì với kết hợp những yếu tố như vậy thì người ta không nhìn thấy được là cuộc sống của Trung Quốc bây giờ nó rất khác đúng không ạ nó khác ngày xưa huống chi là tâm lý thượng đẳng như vậy họ nghĩ vẫn họ vẫn đang ở đất nước tuyệt vời nhất thế giới mà chúng ta cứ để ý xem ai như là người yêu nước mỹ thì thường nói rằng là tôi đang sống ở một cái đất nước vĩ đại nhất thế giới đúng không ạ nếu mà đúng ra là gdp lớn nhất thế giới về dạng như in tiền và danh nghĩa thì đồng ý nhưng mà bây giờ nói là vĩ đại thì không còn nữa rồi nhưng mà bây giờ thì truyền thông của họ vẫn nói như vậy đúng không ạ và người mỹ thì đâu có quá nhiều truyền thông họ không cần nghĩ họ chỉ cần đọc báo chí xem đài thôi vậy thì không chỉ là ở trung quốc mà ở bất kỳ đâu đi chăng nữa đúng không ạ sẽ là một cái nơi nó sẽ kém so với người mỹ và đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng là phần đông tất nhiên là có người nhưng phần đông người mỹ sẽ coi trung quốc là một cái nơi không đáng sống bằng nước mỹ và tất nhiên sẽ không có một cái sự di cư đấy là chưa nói rằng là ở trung quốc thì nó vẫn là một hình ảnh của một đất nước cộng sản xã hội chủ nghĩa nó tàn độc nó thời nó còn tàn độc hơn thời stalin mà dạng như đã gây ra những nạn đói này nạn đói kia đấy Đúng không ạ? Giết hàng triệu người vân vân Tức là ở Mỹ chúng ta nhớ nhá Là nó có những cái tượng đài Tượng đài nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản Đấy ví dụ như là ở thủ đô Washington nó có cái tượng đài đấy Ngày xưa thì cái thời nó còn liên xô ấy Thì tượng đài nó rất trang trọng Để mà nó tôn vinh này nọ Để mà làm một cái hoạt động tư tưởng ấy Thế nhưng quý vị biết cái tượng đài này bây giờ nó như nào không? xung quanh đầy người vô gia cư của tư bản chủ nghĩa nằm vật vờ đấy. Đấy, câu chuyện đấy nó nói lên tất cả. Thứ nhất, nó có một cái sự bài cộng sản. Đúng không ạ? Thì nó mới có cái tượng đài nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản như vậy. Chứ còn làm gì có nạn nhân nào đâu. Thứ hai nữa là thực tế thì đầy người vô gia cư đã nằm xung quanh rồi. Đáng nhẽ chỗ này nó phải rất đẹp, rất hoành tráng. Đúng không ạ? Thế nhưng mà xung quanh tượng đài nạn nhân cộng sản thì toàn thấy nạn nhân của tư bản thôi <laughs> chứ không thấy chứ không có mấy ông trung quốc chạy trốn sang đây nằm ở chỗ này mà toàn thấy mấy ông người gì gốc mỹ thôi. Thế nhưng mà người dân mỹ thì người ta vẫn bị tẩy não người ta coi đây chỉ là những cái tình thế nó ngoại lệ và rất có khả năng thì đây cũng chính là bàn tay của putin và tập cận bình thì mới có những người nằm ở đây đúng không ạ để mà chụp ảnh làm cho khách du lịch du lịch hình ảnh xấu về nước mỹ vân vân và vân vân. Được, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên những người thân yêu.